Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến nhà của em Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai cũng như là mai tặng nhân quý vị. Anh chào em. Chào quý vị. Chào. Kinh quê vừa. Hôm nay em có về một số phôi mai 4 cây tứ quý. Với 16 cây mai vàng. Địa chỉ của em là ấp 8 Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Anh thích xíu em là bao ship toàn quốc. Một phát mấy cây phôi ha em? Dạ, thôi. Còn tàn thì mình dạ. Chắc mình bao ship 200 ha. Dạ. Rồi mình vào cái đầu tiên luôn nha quý vị, là một phôi này mai tứ quý ha em. Dạ. Rồi một phôi tứ quý nha quý vị. Rồi cho chiều cao em nó trước Tuấn ơi. Rồi mét rưỡi nữa. Rồi hết thước ha, mét rưỡi. Dạ. À, chùa cho quý vị vậy, còn quý vị gì cũng cắt bỏ bớt thì tùy quý vị ha. Có đường thân lạ ha. Rồi để em nó đây. Rồi quanh luôn Tuấn ơi. Rồi quanh mình 25 ha. Dạ. Cái này giao lưu như em. Cái này giao lưu 600 anh. 600 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Phụ mấy anh em ơi. Rinh cây đầu tiên rinh nổi chứ một hồi tí hầm mấy cây rinh không nổi đâu nha. Rồi xuống hai. Cao. 140 nơi. Rồi 140. Tứ quý luôn nha quý vị. Rồi để nó đây quý vị. Được có 2 cộng hay 3 cộng em? 3 cộng. Rồi. Quanh luôn. Nét miệng bên. Rồi 27 yếu xíu tính 26 vậy ha. Dạ. Yếu xíu à. Rồi giao lưu như em. Dạ cái này giao lưu 700 anh. 700 nghe. Rồi dạ. Xuống cây. Phụ mấy anh em ơi. Anh đắp cái cây mai này vô trong đây xíu nè. Mã số 3 quý vị. Tứ quý luôn nha quý vị. Rồi cho chiều cao nó luôn Tuấn ơi. Ước lượng nha quý vị, này khoảng hơn 2 mét ha. 2 mét rồi. Tính 2 mét luôn. Rồi tán ngang của em nó tầm 1 mét đi. 1 mét. Nó bị xíu xíu. Này tăng lỡ. Rồi xây dòng đế luôn. Rồi 4 cộng chia đều 4 hướng luôn. Rồi qua anh em. Rồi 29 anh ơi. Rồi 29 của anh. Rồi, cái này mình giao luôn như em. Dạ 1 triệu. 1 triệu bao dạ. Ship toàn quốc. Rồi quả. Xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Quá xá cái bầu rồi trời. Rinh sao nổi. Quá xá cái bầu cái gì ơi. Rồi mã số 4 anh ơi. 4. Rồi cho chiều cao nó luôn. 70 anh. Rồi 70 cao. Dạ. Đây để em nói quý vị. Rồi quanh luôn em. Rồi 32 anh ơi. Rồi 32 quanh chính xác luôn. Cho luôn như em. Dạ giá 1.4 triệu anh. Rồi 1.4 triệu. Rồi xuống nổi không? Nổi. Trời ơi trời ơi. Quá mạnh. Rồi. Cái tiếp theo. Tứ quý vàng đây. Tứ quý hết hả em? Dạ, 4 cây tứ quý anh. 4 tứ quý. Rồi cho cái này nó quanh đây Tuấn. Rồi, dừng luôn. Rồi, cho cái chiều dài em nó luôn. Rồi xuống tới cái cổ. Rồi 53 anh ơi. 53. Rồi xem vòng chỗ gì thấy đường thân của em nó quý vị. Đó, thân lắc lắc ha. Rồi, dừng luôn. Quanh em nói em ơi. 26 anh ơi. Rồi. Đó, để trên đó vậy đó. Vậy đó. Rồi, giao luôn như em. Dạ 700 ngàn anh. Rồi, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi, không nổi. Quá nặng quý vị ơi. Đó, tới ba anh em riêng mới nổi cái bầu này nè. Cái này nói tiền ship mà bứng cái bầu đất đó không cũng bộn rồi quý vị ơi. Ba anh em khiêng luôn. Rồi, mã này. Chỗ 6 ha. Dạ. Mã vàng nha quý vị. Rồi cho chiều cao nó luôn. 80 nơi. Rồi 80. À, giật 3 cấp luôn ha. Dạ. Đi đều luôn.
Đây, để em nói đây, bốn mặt có đầy đủ. À, rồi, dừng em. Quanh luôn. 31 anh ơi. Rồi, 31 quanh. Dạ. Dạ luôn nha em. Dạ, giá 1,2 triệu anh. Rồi, bao ship toàn quốc rồi, xuống cây. Trời ơi. Quá mạnh em, nãy ba người khiêng mà giờ em xuống mình luôn hả? Tưng mạnh quá tưng. Rồi, mã số tiếp theo, số 7. 7. Mai vàng nha quý vị. Cao. Dạ 112. Rồi, xây xây luôn. Sáu tay cạnh trên nè quý vị. À. Rồi, xuống dưới luôn nha quý vị. À, để em nói đây ha. Rồi, dừng em. Hoành luôn quý vị ơi. Hoành, rồi, 29 anh ơi. 29 đúng luôn. Rồi, cho luôn như em. Dạ đây, 800 ngàn anh ơi. 800, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 8 tài. Tưởng ơi em, để hồi lát nữa là kiểm tra coi hiện tượng gì nha quý vị. Rồi, cho chiều cao em nói luôn Tuấn ơi. 97 anh ơi. Rồi, 97 ha. Đó, xây xây luôn em. Chậm chậm nha ha, chậm chậm cho anh. Chậm chậm cho quý vị xem cái hiện tượng gì đây. Nó sần mình ha. Dạ. Lên. Để nó đây quý vị. Để trại cũng đều quấn mặt có đều đủ ha. Đủ. Rồi, dừng luôn, hoành luôn em. Rồi, 31 anh ơi. Rồi, dạ, 31 hoành cho luôn như em. Dạ, 1,1 triệu. Rồi, xuống cây. Lấy cái cây ra. Rồi, mở 9 anh ơi. Mở số 9. Rồi, cao. Dạ 111. Rồi 111. Xây xây luôn. Để quý vị. Qua tại đây luôn. À, thầy con anh tưởng giống nhau anh. Này nổi hột cốc cốc cốc, hột cốc nhóc luôn ha. Dạ. Quý vị trong bộ rễ nó nè, nổi hột nè. Quá rồi luôn. Này cám, nổi cám nổi cốc nè. Rồi, quanh luôn em ơi. Nhiều. 31 anh ơi. Rồi, chà chà ra số 31. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ, giá 1,5 triệu anh ơi. Rồi, 1,5 triệu quý vị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, phụ. Nặng quá nặng. Bầu đất này, bầu đất là nào lấy hết sức cái bầu quý vị ơi. Rồi, mã số 10 ha. Dạ. Rồi, cao luôn Tuấn ơi. Rồi 100 anh ơi. Rồi xây xây luôn em. Đó. Tạm tại luôn. Vành luôn ha. Dạ. Thành đâu vị trí này đi. Rồi 41 anh Tấn ơi. Quý vị ơi. Rồi 41. Rồi xây nhẹ dòng đế luôn ha. Để xây nhẹ dòng đế trước đi. Rồi em muốn chỉ gì đó cứ chỉ ha. Đó. Nếu mà hiện tượng lên rồi. Này, già cây già quá xa già luôn ha. Dạ. Rồi giao luôn như đây em. Dạ cây giao luôn 2,2 triệu anh. Rồi ship toàn quốc em. Dạ bao ship toàn quốc. Rồi quá xa nặng Tuấn ơi. Rồi bên đây luôn. Mấy anh em đây quá xa mạnh quý vị. Bộ đất dày nè. Mã số 11 phải không em? 11 anh. Rồi cao. Dạ 60. Rồi xây xây luôn. À, để quý vị để trải đều luôn ha. Rồi quanh em nói luôn em. Rồi 25 anh ơi. Rồi 25 quanh nó chà chà ra số 25 luôn. Rồi chào luôn như em. Dạ 700. Rồi xuống cây. Rồi di chuyển bằng quay qua bên đây. Rồi mã số 12. Chim vô cho nó đứng cây lên mấy anh chị ơi. Rồi mã số 12 cao. Mét rưỡi anh ơi. Rồi mét rưỡi. Rồi xây xây luôn tất. Này cũng già cây ha. Cũng sần sần mình quá ha.
xù xù cốc nè. Đây quý vị, này là xù xù cốc rồi nè quý vị. Mấy nổi ngon xù quá ha. Đó, nổ hột cốc quá xá hột cốc luôn ha, sần xù trong mình ha. Đó, hột hột quá xá ha. Thì tiếp đi em. Đó, rồi. Đó, dán cũng lắc nè, rồi, quanh luôn. Hột cốc nổ quá xá luôn. Dạ 33 anh ơi. Rồi 33 của anh. Dạ. Giá luôn như em. Dạ cái giá luôn giá 1.6 triệu anh. Rồi 1.6 triệu rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 13. Rồi tới đỉnh đó là 1,5 m ha, có cái cành bay ở trên luôn. Đó, có cành bay trên quý vị. Rồi. Đế xè ha. Dạ. Rồi dừng luôn em. Quanh em nói luôn. Rồi quanh em nói là 36 ha. 36 anh ơi. 37 yếu một xíu à. Dạ. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ cái này em giao lưu giá 1.7 triệu anh. 1.7 triệu. Dạ. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo. 14 anh ơi. 14. Tay cành đẹp quá ha. Dạ. Rồi dừng em. Rồi cho chiều cao nó luôn. Rồi 1.6 m anh ơi. Rồi để hôm đó khỏi xây nha. Rồi để mình kéo xuống từ trên xuống cho quý vị xem nè. À, cây này thì cái tay cành nó hình xương cá nha quý vị. À, cá ha. Rồi để quý vị ơi. Rồi quanh nó luôn em. Rồi 34 anh ơi. Dạ. Giá luôn nhiêu em? 34 của anh hả? Dạ. Giá 1.6 triệu anh ơi. Rồi, 1.6 triệu quý vị. Bao ship. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 15. Rồi, thân cũng lắc lắc đây quý vị. Rồi, dân Tuấn ơi. Rồi, cho chiều cao nó luôn em. Rồi, 1.7 m anh ơi. Rồi, 1.7 m. Rồi, để hướng đó luôn. Cho quý vị thấy cái đường lắc của nó đây quý vị. Đây có bị sâu xíu nha. Rồi, lắc có tay cành ha. Đây thì sâu cạp xong lỗ xíu ở đây ha. Rồi lấy âm xong xử lý. Rồi. À, để nó quý vị ơi. À, để nó đây. À. Rồi, đủ một vòng ha quý vị. 33 anh ơi. Rồi, chính xác luôn. Giao lưu nhiêu em? Dạ, giao lưu giá 1.6 triệu anh ơi. Rồi, 1.6 triệu bao ship toàn quốc em. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 16 quý vị ơi. Này cao chắc là tầm 3,5 m à. Ừ, 3 m có dư. Rồi 3 m có hơn chứ 3,5 m là dư luôn đó quý vị. Ở trên có tay cành luôn ha. Này thoát thân như vậy em. Có tay cành nè quý vị, nên này đó thoát thân ha. Thoát thân là 120 anh ơi. Rồi này dây tông đằng dù, cao thoát thân 120. Đó, hiện tại giờ có bao nhiêu rễ đó quý vị. Này được cái chiều cao. Dạ 28. 8 ha. Dạ. Rồi, giao luôn như em. Dạ giá 800 anh ơi. 800.000 được cây mai cao 3,5 m luôn. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 17. 2 m ơi. Rồi. Hơn 2 m, tính 2 m. Đó quý vị. Có tay cành luôn ha. Dạ. Có số tay cành. Rồi xuống cái đây ha quý vị. Rồi xuống bộ đế nó luôn quý vị ơi. Đây 1, 2, 3, 4. 4 cộng rễ to. Rồi quanh nói luôn em ơi. 35 anh ơi. Quanh. Rồi mã số này mình giao luôn như em. Dạ giá 1.7 triệu luôn anh. 1.7 triệu bao ship sao toàn quốc. Rồi quý vị xem mà hai anh em kiên cũng không nổi luôn. Mã số tiếp theo 18 nha quý vị. Rồi 3 m anh ơi, 3,5 m á. Rồi tính 3 m đi ha. 3 m, dạ. Rồi 3,5 m, 3 m gì đó quý vị ơi, tầm đó nha. Đó, ở trên lắc nè. Đây tiếp đi em. Đó, có tay cành lắc đó quý vị. Thật thân này cũng khá cao nha quý vị. Thì tông tầng dù này con. Đó. 1,5 m anh ơi. 1,5 m. Ở đây có mới sâu cạp nè. Rồi, mới sâu cạp ở vị trí thoát thân nè quý vị. Dạ. Rồi kéo xuống nha quý vị. À, để to quá ha. Dạ để đẹp á, kéo phê mì.
Để nào như củ mì ha. Dạ. Rồi cũng to để đều hoành nha, hoành luôn 37 quanh, 37 quanh anh ơi. Dạ luôn nhiêu em? Dạ giá 2,2 triệu anh. 2,2 triệu quý vị. Dạ giá bình thường ha. Rồi dạ, xuống cây bao ship luôn nha quý vị, bao ship. Mã số tiếp theo 19 nha quý vị. Dạ, 2m thôi. Rồi 2m cao. Chứ thằng Dũng luôn á. Này tâm thằng Dũng khá cao à. Đó quý vị. Nâng cây ha. Dạ. Này quý vị thích tâm thằng dù tông cao cao mình chốt cây này quý vị. Ở trên là bóng mát, dưới là mình ngồi dưới chơi ha. Che mát luôn. Đó. Rễ to ha, rễ bắp này, rễ bắp à. Ừ. Rồi, dừng luôn em. Rồi 42 anh ơi. 42 ha, quý vị tính 42 đi ha. Dạ dạ. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ. Giá 2,2 triệu anh ơi. Rồi 2 triệu 2. Ship sao? Ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 20 quý vị ơi. À, ở trên có số tay cành nè quý vị. À, cao khoảng nhiêu à em? Đó là 1,5 m rồi, ở trên đó 1 m nữa thôi, 2,5 m ha. 2,5 m cao quý vị. À, có tay cành luôn à quý vị. À, thoát thân tính ngay chỗ dán băng keo trên đi em. Keo ha. Rồi, 1 m nữa. Rồi 1 m thì ở dưới đây có tay cành, dưới đây mà không tính ha quý vị, dìm cắt này chơi tâm năng dù thoát thân 1 m ha. Rồi đế cũng to rồi quý vị. Đế đều. Rễ cũng to rồi ha. Rồi hoành luôn em. Rồi hoành em nó. 40 ha. 40 anh. Rồi dạ. 40 hoành. Cây 20 này mình giao lưu nhiêu em? Dạ. Cây 20 này giao lưu giá 2,3 triệu anh. Tiếp sao em? Toàn quốc. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo 21 quý vị ơi. Một cây dáng trực ơi là trực luôn ha. Cao ơi là cao luôn. Khoảng 4 m anh ơi. Rồi chiều cao tầm khoảng 4 m nha quý vị. Đó, ở trên còn số tay cành, nếu mà mình không thích mấy tay cành đó mình róc sạch luôn quý vị. Đó, tạo tay cành mới quý vị. Tạo tay cành mới bắt đầu từ ở dưới đây luôn ha. Đó, theo mình róc trụi luôn rồi. Đây, để bốn mặt đầy đủ quý vị. Rồi dừng luôn em. Quanh em nó. 38. 38 anh ơi. Giao luôn nhiêu đây? Dạ 2,1 triệu. 2,1 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo 22. Cây cao luôn. 3,5 m anh ơi. Rồi cao 3,5 m quý vị ơi. Có tay cành ha. Có lá ra cũng chùm xê nè. Ra mạnh luôn quý vị ơi. Rồi để em nói đây quý vị. Xíu nữa em. Nữa. Sao quý vị thấy cái mặt này? Rồi. Mặt tiền nằm bên đây. Rồi quanh em nói luôn. Này cũng nở cái bệ mặt này ha quý vị. Đo trên đây đi. Đo trên đó nha, đo quanh trên đó 24 anh ơi. Rồi, 24. Mã số 22 giao luôn nha em. Dạ 700.000 anh. Rồi 700.000. Bao ship luôn, hết tiền luôn rồi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 23 quý vị ơi. Cây mai có tàn dù ha. Dạ. Mai bóng từ 5 đến 9 cánh nha anh. Rồi 5 đến 9 cánh quý vị ơi. Rồi cao em này. Vô đây. 2 m nơi. Rồi 2 m tán ngang. Tán ngang 1,5 m đi. Rồi tầm 1,5 m. Rồi xây cái tàn cho quý vị xem ha. Đó đúng tông tàn dù luôn. Đó, cái đàn dù nó đây quý vị. Rồi xuống cái hoành và đế nó luôn nha quý vị. Đế xe cũng đều quá nè quý vị. Rồi hoành em nói luôn em ơi. 30 anh ơi. Rồi 30. Dạ. Giao luôn như em. Dạ luôn 2 triệu anh. 2 triệu hả? Dạ. Ship sao em? Ship 200 anh ơi. Bao ship 200 km. Ở xa thỏa thuận anh. Rồi ở xa thỏa thuận. Dạ, dạ. Xuống cây. Mã số tiếp theo là 24 quý vị ơi. Rồi 24.
Cho chiều cao nói luôn Tuấn ơi. Rồi cao 2 mét đi. 2 mét chắc hơn em. Dạ hơn á. Rồi tính 2 mét ha. Dạ. Tăng ngang 1,5 mét. Tăng ngang 1,5 mét luôn. Dạ. Chắc hơn luôn á quý vị. Vì quý vị đo chiều cao với tăng ngang bảo đảm dư ha. Rồi thà báo dư cho quý vị nha. Dạ. Chứ báo mà giờ quý vị đo về thiếu quý vị phiền ha. Đây, bông này nè, từ 59 cánh luôn nha. 59 cánh giống như cái cây dạ. Mã số 23 luôn. Dạ. Chắc hai cây này chắc muôn chủ đây ha. Dạ, em. Đúng rồi. Rồi, này thoát thân nó khoảng nhiêu vậy em? Ngay tay em á. Rồi, 57 anh ơi. Rồi, 57. Rồi, để nó đây quý vị. Bút mặt có đủ ha. Dạ. Rồi, cho cái quành luôn. 26 anh ơi. Cho luôn nhiêu em? Dạ, cho luôn giá 18 anh. Ship bao ship sao em? 200 luôn anh ơi. 200 km. Dạ. Rồi, 18. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo là 25. Anh ơi, cây này cây clip. Dạ. Cuối của clip rồi quý vị, cây mai tàn này quý vị đếm ha. Có 5 cái nhà tược ha quý vị. Ngũ khúc ha. 1 2 3 4 5 ngũ khúc. Có góc to lắm quý vị ơi. Này mới ra lá. À cây này đây dàn xương đó quý vị. Thì mình đang quay trong cái khu vườn nên không có đi xa ra đặng quay tổng thể cái tàn nó được nha quý vị. Rồi cái này cao khoảng nhiêu đây em? Dạ 4 mét anh. Rồi cao 4 mét nha quý vị. Tán ngang là 3,5 mét á. Rồi tán ngang 3,5 mét. Rồi, gần lại xíu nha quý vị. Này cũng có cái năm thân ngũ khúc cũng có cái tược chính lên ở giữa nè quý vị. Ha. Chính. Rồi. Không lên nổi quý vị. Đây, bên đây ha, thì nó có độ lắc ở đây ha. Lắc ở đây quý vị. Lắc lên trên kia ha. Cái này đang sung à, kéo xuống cái gì vậy? Ở dưới đây mình đưa lên cũng túng mấy cái lá mai cũng khó cho quý vị xem tới cái đỉnh ha. À, mình đi vòng đế luôn nha quý vị. Mình đi vòng đế rồi mình đo hoành sao ha. À, để em nói đây quý vị. Đây còn cái gì? Em môi chưa môi tới. Rồi, mới môi mới lú 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 à. Dạ. Sực sờ ha. Để to không đây quý vị. Rồi, cái ngũ khúc này ở đây nó có cái lòng ha. Lòng như lòng bàn tay ha. Nó cứng quá quý vị. À. Giống như cái lòng bàn tay ha. Nó là Phật thủ cũng được nữa ha quý vị. À. Mình để cái tô dừa quý vị. Bự lắm quý vị. Rồi cho cái quành em nói luôn em. 50 mấy nhiêu anh? 59 em. Rồi 59. Rồi 59 dạ. Quành nha quý vị. Rồi 59 quành ha. Này cây này chỉ đo được một vị trí đó thôi quý vị ơi. 59 quành. Rồi cây này cho luôn nhiêu em? Dạ 32 triệu anh. Ship 200 ha. Dạ, cây này dĩ nhiên là phải ship 200 cho quý vị rồi ha. Cái này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị ơi. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì quý vị thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo em Tuấn ha. Thì số điện thoại của Tuấn để trên tiêu đề đó quý vị. Quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung có chữ tất cả đó quý vị để kịp thời mình nhận được cái thông báo sớm để mình chọn cây sớm nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo. Rồi, quý vị ngắm lại cái bộ tàng em nói một cái nha.